shophangnhatvip.com. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nồi cơm nội địa Nhật Toshiba RC10VXA. Đây là nồi cơm có áp suất và có chế độ hút chân không. Đây là nút để chọn menu các loại gạo. Các bạn sẽ ấn vào đây. Các bạn sẽ thấy trên này sẽ có các chế độ cho các bạn chọn. Đây là chế độ cơm thường. Đây là chế độ gạo không vo, chế độ gạo lứt nảy mầm và chế độ gạo kê. Đối với chế độ cơm thường và gạo không vo, các bạn có thể chọn thêm chế độ cho cơm. Các bạn nhìn xuống dưới bên này, ví dụ đây là cơm mềm, đây là cơm thường, đây là một chế độ chúng tôi chưa dịch được. Đây là chế độ nấu cháo, đây là chế độ nấu nhanh và đây là chế độ nấu sôi. Sau khi chọn được các chế độ thì các bạn ấn vào nút nấu ở đây. Đó. Trường hợp muốn hủy nấu, các bạn ấn vào đây là sẽ hủy chế độ nấu. Còn đây là nút hẹn giờ. Hẹn giờ sẽ có hai chế độ. Các bạn sẽ nhìn vào đây. Đây là nút chọn giờ và đây là nút chọn phút. Sau khi chọn xong thì các bạn ấn vào đây để nấu. Cảm ơn các bạn.